hai chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với mình rất vui được gặp anh em. thì à, là mọi người lọc đây chào mừng anh em đã đến với à, kênh YouTube Gupy Star nha. nội à, dung video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em một cái cách tách cá cập nhật hơn một chút xíu à, tách cá đẻ. À, ngày trước á mình là hay tách cá đẻ là mình à, mình tách ra một cái à, mình lấy cái nước này đúng không, bỏ ra một cái khay. À, khay nhỏ xong rồi mình cho cá đẻ đó xong mình vớt cái cá đẻ đó lại bỏ thêm vô trong một cái uh, khay khác để nuôi nữa rồi mà lại vớt cái con cá mẹ đó về lại cái 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 ô cũ thì uh, với cách đó thì nó cũng hơi rườm rà một tí xíu nên là sau này vì mình đã làm cái cách này uh, nó sẽ khác hơn một chút xíu và nó sẽ uh, giúp chúng ta biết được là uh, cái bộ của con cá nào sau này nó sẽ 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 sẽ, sẽ tốt rồi mình sẽ chia sẻ với anh em ngay bây giờ ha À đây ừ, đây như anh em thấy nè đối với mình đã làm một cái hồ nước như thế này à, một cái hồ đây mình bỏ than tụi ông này à, mình bỏ than tụi ông bỏ rong bỏ đồ thì một cái hồ như thế này mình làm giống y như là một cái hồ nuôi cá bình thường à, set up nó à, vi sinh đồ đầy đủ như một cái hồ nuôi cá bình thường luôn chứ không phải là một cái hồ đẻ tại vì đối với một cái hồ đẻ một cái khay đẻ thì anh chỉ cần lấy cái nước cũ đi bỏ qua xong rồi thả con cá vô là cho nó đẻ hoặc là À, lấy một cái 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 lồng đẻ để cho nó đẻ thôi rồi vớt cái con ra thì cái cái phương án đó thì nó sẽ qua hai ba bước lần nhưng mà mình nghĩ thì cái cách cách mà tách cá như thế này mình đang làm như thế này á thì nó khá là là nhàn là nhàn à, ở đây á, là chúng ta có thể là một phát à, ăn ngay luôn à, bây giờ mình chuẩn bị một hồ như thế này ha cái hồ này thì mình setup ok này Setup đắp à, có lọc nền rồi này à, để ba bốn ngày à, nước trong khỏe à, nói chung là một cái hồ nuôi cá bình thường vậy đó rồi à, sau đó thì con cá nào bầu thì anh em à, cho nó ra đây đó con cá này nó đang bầu này anh em thấy không thì anh em cho nó ra đây cho nó ra đây luôn con này dương quá này anh em nó có một tay à con này coi gen A à gen e cho nên là khi mà cái bộ của nó sau này ra đời f hai f bốn á thì à, khả năng tương lai là nó sẽ mất cái tay bơi luôn nó mất cái tay bơi màu đỏ luôn Thì uh, rất là cao Khả năng đó xảy ra rất là cao Cho nên là mình đang muốn để uh, Lọc lại xem Thì coi cái bộ gen nào còn được tốt Thì mình giữ lại Còn bộ gen này không tốt Thì mình sẽ thả chung với nhau luôn uh, Nó sẽ đưa về Coi correct hết Thì uh, Tất cả nó sẽ đưa về correct hết Thì mình sẽ dễ chăm hơn Còn những con nào không Thuộc correct luôn á Có nghĩa là nó sẽ đi như thế này Nó đi từ uh, correct E correct E phun tay phun lưng uh, Sau đó À uh, tỷ lệ ra thì uh, bao nhiêu phần trăm nó tùy tùy gen uh, tùy cách nuôi uh, thì nó sẽ ra là coi Z uh, gen e và uh, coi red e và coi red gen e và coi red uh, thì cái con này là đang là gen e thì sau khi nó từ uh, coi red e thành coi red gen e sau khi coi red gen e này á, thì tương lai cái con này nó sẽ sinh ra là coi red vậy thì uh, coi có rét xong rồi đến khi mà có rét mà nó lại mất cái rỗ mất cái cái nó lại qua những cái đời sau nữa cái bộ gen nó bị thoái hóa xuống nữa thì nó sẽ là mất luôn cái 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 đầu đỏ luôn, nó chỉ có đuôi đỏ thôi. Thì lúc đó mình không biết gọi nó là cái gì nữa. À, thì lúc đó thì nó cũng có thể là có rét nhưng mà mít đầu, có rét mít đầu thì cái bộ đó nó không có giá trị là máy ha. À, đa phần là không có giá trị thì nó không phải là có rét nữa rồi, nó không có đầu đỏ nữa rồi. À, thì uh, mình hiện tại bây giờ vẫn có những cái bộ ra rất là xấu và có những bộ ra rất là tốt. Những bộ xấu thì mình uh, về tương lai thì uh, chắc uh, cũng cũng bỏ thôi, uh, cho nó thịnh sinh thôi. Còn lại những bộ nào giữ lại được còn coi red á, thì mình sẽ giữ lại được tại vì uh, coi red là cái cái nền tảng cái thấp nhất của dòng coi thì uh, vẫn giữ lại được. Còn cái nào mít thì bỏ. Đó, thì cho nên là mình quay lại cái vấn đề chính của ngày hôm nay đó là uh, cách tách cá đẻ uh, cho cái uh, cái dòng này cho cái dòng coi rất e này, ha. Um, đó, mình sẽ làm một cái hồ nước như thế này, à, mình chỉ cần rải nền sỉ uh, than thôi. À, nước rất là trong luôn và rất là, 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 là um, tốt. Rồi mình cho con cá của mình bầu vào đây. À, Thực ra mà nói thì mình thả vào đây thì nó đẻ. Um, nếu mà um, kỹ hơn ha, tại vì cái dòng này mình cũng không cần kỹ lắm nhưng mà nếu mà kỹ hơn thì chúng ta có thể là dùng, à, dùng tới um, một cái lồng đẻ, một cái rổ đẻ để cho nó đẻ thì sẽ tốt hơn nhưng mà không cần thiết ha thì mình sẽ cho nó đẻ trực tiếp vào đây à, chỉ có một mình nó một mình con mái một con đây và nó đẻ trực tiếp vào đây thì um, sau khi nó đẻ xong thì anh em sẽ uh, sẽ là, sẽ làm sao sau khi nó đẻ xong thì các con nó sẽ sống ở đây luôn có nghĩa là um, anh em có thể nốt lại ghi chú lại là cái con cá mái thường là mình nhớ nó nhiều hơn là con cá con cho nên là mình sẽ nốt nó lại mình sẽ nốt lại là cái chậu này là của con cá mái này Ví à, dụ như mình ghi ví dụ ha Mình sẽ nốt lại là dương quá <laughs> Dương quá có nghĩa là dành cho cái con dương quá một tay này Đó, Đầu thì nó hơi sâu xuống một xíu và nó chỉ có một tay thôi Thì ví dụ mình để đây là nốt là dương quá Đó dương quá để đây Thì à, con cá con mình không cần phải di chuyển đi đâu hết Thì cho con này đẻ, để, để xong rồi mình đem nó về lại cái bầy của nó Và mình để cái bầy cá con đi luôn, mình nuôi ở đây luôn Có nghĩa là mình chỉ tốn một bước một thôi đó là con cá con không phải thay đổi môi trường nữa không phải uh, thay đổi từ chỗ này chỗ kia đó cho nên là mình sẽ uh, uh, cho nó ở đây và mình nuôi nó ở đây luôn thì uh, cái bầy con uh, sau khi chúng ta nốt ở đây là dương quá rồi thì khi mà nó lớn lên nó lớn lên hai uh, tháng 3 tháng sau thí dụ như um, cái chậu này là dương quá còn cái chậu này là 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 là, là mít đầu uh, cái chậu này là ví dụ ví dụ vậy chậu này là, là Um, hai tay cái này một tay cái này uh, mít đầu gì đó hay là lưng sâu hay là đó thì những cái nốt díu như vậy á thì um, mình sẽ biết được là sau này cái chậu này này tỷ lệ nó lên của con máy nó lên bao nhiêu nếu mà tỷ lệ nó lên tốt ok thì chúng ta sẽ uh, giữ lại cái con đó tiếp tục cho sinh sản còn ví dụ như cái con này ví dụ như cái chậu này mà nó không ok nó không được thì chúng ta sẽ à, loại bỏ luôn cái con máy đó luôn. Loại bỏ ở đây là có nghĩa là chúng ta cho nó um, thủy sinh luôn đó để để đỡ, đỡ phải công chăm sóc mà đỡ phải à, tốn thức ăn quá nhiều ha. Thì mình cũng đã làm nhiều cái video chia sẻ cho anh em về cái cái vấn đề để cho cá ăn làm sao cho tiết kiệm cho những con cá nào có giá trị cao mình ăn những thức ăn tốt hơn à, để dành lại à, những thức ăn mà giá trị thấp cho những con cá thấp để chúng ta sẽ nâng cao được cái càng ngày chúng ta sẽ nâng cao được cái 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 bộ, bộ cá của chúng ta lên ha đó thì uh, mình sẽ làm như vậy thì uh, đây là những cái khay mà mình ấp này Ví dụ nếu có những con khác bầu thì mình sẽ lật cái khay này lên và mình sẽ set up uh, set up cho nó cỡ ba ngày bốn ngày bắt đầu chúng ta có thể là cho cá vào đẻ được rồi đó, nên thấy không con này bầu rất là to rồi thì khả năng uh, con này thì đẻ khá là nhiều lần hình uh, như ba bốn lần gì đó 3 lần thì phải mà mình uh, mình đợt trước mình cho nó đẻ ở trong chung với nhau á đẻ một lần cái 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 lồng đẻ lớn luôn là, là đẻ năm mười con có khi đẻ cả hai chục con ấy là cái giống hai chục con đẻ ra cho nên là mình không biết được là con nào đẻ tốt con nào đẻ xấu nó rất là là, là khó cho nên là bây giờ mình sẽ làm cái cách này khá là hay đó em rồi à, thì đó nó rất là dạng luôn này à, thì đó mình sẽ cho cái con dương quá này sinh à, đẻ ở đây vậy à, rồi à, thì để cập nhật tiếp những cái cái cái, cái, cái tình hình mà cái bộ gen của con này nó như thế nào á À, để mình coi thử cái độ thái hóa của cái bộ gen nó sẽ tới đâu à, có khi mà cái câu này nó đẻ ra à, được có ba con có tay bơi một tay có bốn con có đầu đỏ còn lại là mít hết đầu trắng hết thì à, vứt anh em ạ cho nên là à, anh em chờ đợi những video sau nha những video sau thì à, mình sẽ xem thử coi à, cái 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 con <laughs> <laughs> dương quá này nó, nó sẽ đẻ ra được những cái con đẹp hay là con xấu ha rồi thì đó đó là những chia sẻ của mình dành cho anh em và mong rằng à, anh em xem video sẽ có thêm được một vài cái kiến thức để nuôi cá bảy màu được tốt hơn. À, thực ra mà nói thì à, có rất là nhiều cách để mình nuôi à, cái cá bảy màu này và tùy mỗi anh em sẽ có một cái cách khác nhau và hy vọng rằng à, anh em sẽ cũng cũng sẽ đang nuôi và cũng sẽ à, bình luận ở phía bên dưới cái phần bình luận để à, trao đổi cùng mình ha. bye, bye anh em và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình nha. bye anh em